có đợt đó là Quỳnh Thi ăn Quỳnh Thi ăn thịt nướng á mọi người, Quỳnh Thi ăn ghiu á thì nó có cái món là tỏi nướng bơ á, và sau khi Quỳnh Thi ăn xong á là bước ra là trời ơi, tài xế là chú tài xế có thể nghe được cái mùi tỏi đúng không mọi người, cho tôi lời lưu ý nha. Ây da đó. Thì ngày hôm nay Tiki Connect Quỳnh Thi để giúp cho mọi người có một cơ thể thông tho suốt cả ngày, gọi là thơm tự thân nha, với những sản phẩm chỉ dưới 500 ngàn. Hello mọi người, Quỳnh Thi đã quay trở lại với một video mới Tiki Connect. Ok, thì như là title của video, hôm nay Quỳnh Thi sẽ chia sẻ với tất cả mọi người bí kíp làm sao cho cơ thể của mình nó sẽ có mùi thơm tự nhiên từ trong ra ngoài luôn nha mọi người, với những sản phẩm chỉ dưới 500 ngàn thôi. Ok, thì trước khi bắt đầu video này, Quỳnh Thi mong Quỳnh Thi sẽ có được một like, một subscribe kênh YouTube Quỳnh Thi đến từ mọi người, và follow Quỳnh Thi ở trên Facebook, Instagram. Và mọi người ơi, sau đây sẽ có một đợt sale cực kỳ lớn luôn của Tiki, đó chính là ngày 12 tháng 12 nè, là sale cuối năm nha mọi người ơi, sale chấn động luôn nha. Đợt sale nốt chốt năm này của Tiki sẽ có những cái ưu đãi rất là hấp dẫn luôn, ví dụ như là có những sản phẩm sẽ được sale tới 100% nè, sẽ có những coupon 1.2 triệu, những sản phẩm giá 12 ngàn và free ship không đồng nha mọi người. Ok, bây giờ thì sẽ bắt đầu video luôn nha. Thói quen đầu tiên sẽ là cái thói quen mà mấy bạn cần phải chú ý nha, tại vì nếu như mà không thay đổi cái thói quen này á thì không có một sản phẩm nào có thể cứu vớt cái mùi cơ thể của mình hết. Thì đó chính là chế độ ăn uống nha mọi người ơi. Mọi người ăn quá nhiều tỏi nè, ăn quá nhiều hành nè, hoặc là ăn quá nhiều gia vị, cũng như là ăn những loại thịt đỏ ví dụ như là thịt bò, thịt dê, thịt cừu, thì nó sẽ làm cho cơ thể của mình có mùi hôi. Và nhất là những bạn nữ thì nếu như mấy bạn ăn quá nhiều hải sản hoặc là gia vị thì sẽ có cái mùi rất là khó chịu nha. Mấy bạn hiểu mà đúng không? Và nếu như bạn nào mà muốn cải thiện cái mùi cơ thể của mình á bằng những cái sản phẩm thiên nhiên, mấy bạn có thể ăn những cái loại giống như là dứa nè, rất là thơm nha, dứa rất là tốt cho chị em chúng mình. Táo nè, chanh nè, cần tây nè, dâu nè, gừng nè, giấm táo nè, trà xanh nè, cà chua nè, đó có những cái thực phẩm mà khi mà mấy bạn ăn nhiều quá nó sẽ làm cho mùi cơ thể của mình giảm lại nha mọi người. Cho nên là đầu tiên nhớ lưu ý chế độ ăn uống giúp Quỳnh Thi nha, và đặc biệt là những ngày mà đi chơi, đi công việc gì quan trọng thì không có nên ăn tỏi hành quá nhiều, tại vì là cái miệng của mình nó sẽ rất là nồng á mọi người. Tại vì có đợt đó là Quỳnh Thi ăn Quỳnh Thi ăn thịt nướng á mọi người, Quỳnh Thi ăn ghiu á thì nó có cái món là tỏi nướng bơ á, và sau khi Quỳnh Thi ăn xong á là bước ra là trời ơi, tài xế là chú tài xế có thể nghe được cái mùi tỏi đúng không mọi người, cho tôi lời lưu ý nha. Mình có thể không nghe cái mùi đó nhưng mà là vì đối phương ấn tượng với mình đó mọi người, cho nên là mấy bạn lưu ý nha. Sản phẩm đầu tiên để giúp cho da dẻ của mình luôn thơm tho đó chính là sữa tắm. Thì đây là dòng sữa tắm đầu tiên mà mình Huy muốn giới thiệu với mọi người, đó chính là sữa tắm mà gọi là sữa tắm trị liệu của Bath & Body Works nha mọi người ơi. Tất cả những cái mùi của cái dòng này đều rất là thơm, nhưng mà riêng Quỳnh Thi thì Quỳnh Thi thường thường hay thích những mùi ngọt, mùi ấm nè mọi người, cho nên Quỳnh Thi sẽ có mùi love nè, rose vanilla là hoa hồng với lại vanilla mọi người. Tiếp theo sẽ là mùi clarity, cái này mùi này là có peppermint nó với lại rosemary nha mọi người. Tiếp theo sẽ là mùi reset nha mọi người, thì mùi này nó sẽ hơi kiểu ngọt ngọt nhưng mà nó sẽ có hơi hơi có hương gỗ, mùi rất là thơm luôn. Và còn một mùi nữa thì sẽ để đây cho mọi người nha. Thì đây là bốn cái mùi mà Quỳnh Thi cảm thấy là thơm nhất của cái dòng sữa tắm trị liệu này của Bath & Body Works. Mấy cái mùi này á thì là Quỳnh Thi nghĩ là con gái sẽ thích hơn, còn riêng cái chai đen này thì mấy bạn nam cũng có thể sử dụng, từ cái mùi rất là đã. Cái này á thì tắm lên trên da của mình nó sẽ có những cái công dụng giống như là ngoài thơm ra nha mấy bạn, nó có thể trị liệu cho mình nữa, như mấy bạn tắm để thư giãn để đi ngủ nè, hoặc là mấy bạn quá căng thẳng, mấy bạn quá stress rồi, mấy bạn muốn relax, mấy bạn cũng có thể sử dụng cái sữa tắm này. Tùy theo từng mùi hương nó sẽ có từng mục đích riêng cho mọi người. Và mỗi lần á mà họ tắm cái chai sữa tắm mình bước ra một cái nha là nó thơm nguyên cái phòng mình Thi luôn. Một chai này mình Thi mua là tầm khoảng 320 tới 380 thôi, cho nên là cũng rất là rẻ. Một chai này nhìn như vậy thôi á mà xài cũng rất là lâu nha mọi người, cỡ 300ml này có thể xài chắc là 2-3 tháng gì đó, cho nên là rất là phải chăng luôn, mọi người rất là nên thử nha. Ok, tiếp theo sẽ là một cái sữa tắm nước hoa nha mọi người, mà rất là nổi tiếng luôn rồi. Thì cái này nó còn rẻ hơn cái Bath & Body Works nữa nha mọi người. Quỳnh Thi còn cái túi này cho mọi người xem thôi, Quỳnh Thi sẽ để nguyên cái tên, nguyên cái chai đây cho mọi người nha. Quỳnh Thi xài nguyên một chai bự luôn rồi, mà bây giờ cái chai đó nó quá bự, Quỳnh Thi xài gần hết, như Quỳnh Thi chiếm một cái chai dầu dừa của Quỳnh Thi nè. Cái này nó rất là thơm, và nhất là cái mùi này là mùi best seller của hãng luôn. Mấy mùi kia thì tại vì do là sữa tắm nước hoa cho nên là những cái mùi đó nó sẽ hơi hắc á mọi người. Còn cái này là mùi dễ chịu nhất nè, tắm sẽ lưu trên da của mình tầm khoảng cũng cỡ là 4-6 tiếng gì đó thôi. Tại vì thường thường sữa tắm á công dụng của nó chỉ là làm sạch cho da của mình thôi, cho nên là để mà nó giữ được trên da của mình cái mùi hương từ 4-6 tiếng nó cũng là rất là xuất sắc luôn rồi mọi người. Thì đây là một cái loại sữa tắm mà Thi muốn giới thiệu cho mọi người. Mọi người không biết đọc tên đó, mọi người sử dụng cái này là mùi sen, rất là thơm, rất là bám lâu trên da của mình, và nó có thêm lotion nữa thì tính đến mọi người sẽ nói sau nha. Những cái loại sữa tắm mà Thi sẽ giới thiệu á thì loại nào nó cũng rất là kinh tế và bám trên da rất là lâu, ngoài ra nó còn làm cho da của mình mềm
nước sau khi tắm ra không bị khô da nha. Tiếp theo là một sản phẩm mà giá thành rẻ nhất trong tất cả những cái sản phẩm vừa rồi nha mọi người. Ok thì đây là cái sản phẩm thứ ba mà Quỳnh Thi muốn giới thiệu với mọi người, là một sản phẩm mà Quỳnh Thi rất là mê từ sữa tắm cho tới lotion luôn. Và đây là chai lotion thứ hai mà Quỳnh Thi đang xài nè mọi người, tại vì chai đầu là Quỳnh Thi xài là mùi này. Nhưng mà nó Quỳnh Thi xài hết rồi cho nên Quỳnh Thi đổi một mùi này thử, nhưng mà Quỳnh Thi vẫn chân ái cái mùi màu hồng nhất. Mùi màu hồng là mùi thơm nhất, mùi ngọt ngào nhất luôn, cho nên mấy bạn nếu như bạn có thử qua cái hiệu này á, bạn nên thử cái set màu hồng này trước nha. Ok thì sữa tắm cũng như vậy luôn, sữa tắm nguyên một cái set này rất là rẻ tiền, một chai này chỉ có 100 mấy ngàn thôi, cho nên là mấy bạn tranh thủ đợt sale này mấy bạn hãy gom một đống cho Quỳnh Thi luôn. Mấy đợt trước sale á Quỳnh Thi gom một đống gì nè. Trời ơi Quỳnh Thi mua nhiều cái này lắm, cái này là Quỳnh Thi không thể nào mà mang vô thêm nữa, tại vì Quỳnh Thi quá thích. Mấy bạn lần trước Quỳnh Thi xài một bộ xong Quỳnh Thi quá thích, Quỳnh Thi phải mua thêm một. Ây da đó. Đó nói chung là ở đây chỉ là một phần của Quỳnh Thi thôi nha, tại vì đợt trước là sale quá rẻ cho nên Quỳnh Thi mua một đống vậy á mọi người, để Quỳnh Thi để dành đi xài. Trời nó thơm, nó ngọt cái kiểu mình nó yêu cái mùi hoa hồng á mọi người. Cái mùi nó thơm lắm luôn á. Mọi người biết vì sao Quỳnh Thi quyết định thử cái chai này không? Mà Quỳnh Thi thấy một bạn review trên TikTok cho nên Quỳnh Thi mua thử. Trời cái lúc mà bắt đầu mua thử rồi á, tắm á là rất là hối hận là không hiểu tại sao mình không mua sớm hơn á, tại vì nó rất là thơm luôn. Cái này luôn trên da cũng rất là mãnh liệt nha mọi người, cũng cỡ là 46 tiếng đồng hồ luôn. Và cái này nó phải đi kèm với lại cái lotion của nó luôn nha. Cái lotion của nó là nó siêu mềm da. Một chai này 400ml xài chay chực chắc cũng phải 3-4 tháng gì đó luôn mọi người. Quỳnh Thi cũng không có rõ nữa tại vì một chai Quỳnh Thi xài rất lâu. Tại vì một lần Quỳnh Thi sử dụng sữa tắm Quỳnh Thi không sử dụng một loại mọi người, trong nhà vệ sinh của Quỳnh Thi là tới đó nãy giờ bao nhiêu loại sữa tắm là trong nhà vệ sinh Quỳnh Thi hết á. Mỗi ngày xài một mùi cỡ 5-6 chai gì trong nhà vệ sinh đó, cho nên là thật sự một chai như này Quỳnh Thi xài rất là lâu luôn. Quỳnh Thi nghĩ với bạn tắm mỗi ngày thì chắc cỡ 3-4 tháng gì đó nó sẽ hết chai này. Rất là kinh tế, một chai này chỉ có 100 mấy ngàn thôi, nhớ tăng sale nha. Tiếp theo sữa tắm đó chính là lotion dưỡng da nha mọi người. Quỳnh Thi có một tip để cho cái lotion với lại sữa tắm nó hoạt động tốt hơn mọi người, đó chính là khi mà mọi người vừa tắm ra sau mọi người đừng lau quá khô người của mình, còn hơi ẩm ẩm chút xíu, còn hơi nước nước mọi người đắp lotion lên liền là trời ơi, lotion nó sẽ thấm vào da rất là tốt, cũng như là mùi hương trên da nó sẽ bám rất là lâu nè, cũng như là da của mình nó cũng sẽ rất là ẩm, rất là mịn luôn. Mấy bạn hãy thử cái tip này rồi cho Quỳnh Thi biết kết quả nha. Đầu tiên sẽ là một chai lotion mà Quỳnh Thi rất là mê, nó thơm và cũng như là khi mà Quỳnh Thi xài lên da của Quỳnh Thi nó sẽ có một cái độ căng nhẹ, nó hơi bóng lên rất là đẹp. Cũng cùng dòng với lại cái sữa tắm trị liệu luôn, thì cái dòng này tên là Aromatherapy nha mọi người. Mùi này là mùi love luôn, Quỳnh Thi ghiền cái mùi love này tới nỗi mà Quỳnh Thi mua tất cả những cái sản phẩm gì mà có mùi love, Quỳnh Thi mua từ lotion nào, Quỳnh Thi mua sữa tắm nào, Quỳnh Thi mua gel rửa tay nào, Quỳnh Thi mua nến nào, cái gì mà có mùi love Quỳnh Thi mua hết, tại vì thật sự cái mùi này nó rất là thơm luôn. Rất là thích mùi vanilla mà có thêm rose nữa, có thêm hoa hồng nữa. Quỳnh Thi nhớ không lầm là đợt đó Quỳnh Thi mua cái chai này cỡ 400-500 ngàn hay gì đó, mà xài tới bây giờ thì cũng vẫn chưa hết, xài 1 năm mấy rồi đó. Cái chất lotion này á khi mà thay lên da á rất là thoải mái, giống như là nó hơi nước nước á mọi người, thấm rất là tốt. Trời ơi cái mùi nó thơm lắm. Thoa cái này á Quỳnh Thi nghĩ là nó giữ trên da của Quỳnh Thi tới khi Quỳnh Thi đi tắm luôn á, thì ít nhất thì cũng là 12 tiếng đó, tới cả 12 tiếng đồng hồ cho nó giữ trên da của Quỳnh Thi rất là lâu. Kiểu thoa một cái thôi nha là mẹ sẽ đi ngang mẹ hỏi là trời Quỳnh Thi nó xài gì mà thơm dữ vậy. Nhưng mà thật sự cái lotion này là mọi người rất là nên thử. Của cái dòng này mấy bạn có thể thử những mùi khác luôn, nhưng mà với Quỳnh Thi rất thích mùi lớp, cho nên là những bạn nữ có thể thử qua mùi này nha, dưỡng ẩm tốt nhưng mà cái này không có làm trắng da cho mọi người. Thì đó là ba cái loại lotion mà Quỳnh Thi cảm thấy rất là mê trong cái độ tỏa hương nè, cũng như là cho da của Quỳnh Thi dưỡng ẩm rất là tốt, dưỡng ẩm lâu sẽ có cái độ căng bóng trên da của Quỳnh Thi. Nhưng mà những cái loại này Quỳnh Thi giới thiệu với bạn không có cái nào rất thích nha mọi người, yên tâm nha. Tiếp theo body mình thơm rồi thì phải thơm tới cái gì nữa, thơm tới mái tóc đúng không mọi người. Thì ngoài những cái dầu gội dầu xả nó có mùi thơm ra thì Quỳnh Thi còn có nước hoa cho tóc nữa, thì video lần trước video tóc Quỳnh Thi đã nói cho các bạn luôn rồi. Thì đây là một cái sản phẩm xịt thơm tóc của Balea mà Quỳnh Thi đã giới thiệu ở video tips mọc tóc của Quỳnh Thi ở rồi nha mọi người ơi. Cái chai này là cái chai mà Quỳnh Thi thích nhất trong tất cả những cái chai Quỳnh Thi đã test cho tóc của Quỳnh Thi á, sử dụng lên tóc không bị bết rít nè, và cũng như là không khô tóc của mình, và cái mùi của nó rất là ngọt mà nó thoang thoảng mùi hoa rất là dễ thương, cho nên là những bạn nữ cũng có thể tham khảo thử cái chai này nha. Về nước hoa thì Quỳnh Thi thấy là Quỳnh Thi cũng thích những cái mùi hơi bánh bèo hả, hơi nổ chút xíu, hoặc là tại vì thích những cái mùi hoa, mùi phấn, mùi ngọt ngọt ấm ấm nhiều, cho nên là mấy bạn nữ nào mà thích những cái mùi giống Quỳnh Thi có thể tham khảo thử nha.
đang rất là thơm mọi người ơi, thử đi thử đi. Thường thường thì Huy sẽ xịt trực tiếp lên tóc luôn, hoặc là Huy sẽ xịt lên trên lược cho mọi người xong rồi Huy mới chải lên tóc. Mấy bạn cũng có thể áp dụng cách này cho những cái chai nước hoa mà có cồn. Thường thường thì tóc của mình sẽ không có nên xài những cái nước hoa bình thường ở trên body của mình đó, tại vì nó sẽ có rất là nhiều cồn làm cho tóc của mình khô lắm. Nhưng mà nếu như bạn ở trong trường hợp khẩn cấp mấy bạn cần á thì các bạn cũng không nên xịt trực tiếp nước hoa lên tóc nha, các bạn hãy xịt lên trên lược rồi bạn chải lên tóc. Thì bây giờ mình thơm ngoài rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thơm trong nha. Nhưng mà là ý là trong người, trong miệng nha mọi người, trong người, trong miệng trước nha. Ok, thì để cho cơ thể của mình nó sẽ luôn có cái mùi thơm tự nhiên của cơ thể, không phải là nước hoa nha mọi người. Như thế nó ban đầu mình sẽ khuyên mấy bạn nên chú ý ăn uống nè. Cái thứ hai thì sẽ có những sản phẩm chức năng, nó sẽ kiềm cái tuyến mồ hôi trong cơ thể, nó sẽ làm thay đổi cái tuyến mồ hôi trong cơ thể của mình, giúp cho cơ thể của mình giảm bớt mùi, hoặc là nó sẽ làm cho cơ thể của mình thơm hơn luôn. Thì thường thường những cái thực phẩm chức năng á mà nó sẽ làm cho cơ thể của mình thơm á thì nó sẽ có thành phần hoa hồng. Thì sau đây Huy sẽ có hai sản phẩm mà Huy rất là ưng, Huy đã trải nghiệm qua rồi, hiệu quả của Huy cực kỳ luôn. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm mà Huy cảm thấy là nó rất là hiệu quả của Huy trong việc là giúp cho cái cơ thể của Huy nó sẽ thơm tho hơn từ bên trong luôn nha mọi người ơi. Thì đầu tiên sẽ là viên uống thơm người của DHC nha. Ok, thì như nãy Huy có nói với bạn á là mấy bạn ăn những cái thực phẩm mà nó quá nặng mùi, giống như là tỏi, hành hay là ăn gia vị quá nhiều, nó sẽ làm cho cái tuyến mồ hôi của mình nặng hơn á mọi người. Thì khi mà mình ăn những cái thực phẩm mà nó có mùi thơm, nó cũng sẽ làm cho cơ thể của mình thơm luôn nha mọi người. Thì trong đây nó sẽ có những cái tinh dầu giống như là tinh dầu hoa hồng nè, tinh dầu chanh xả nè, rồi vitamin E nè và dầu ô liu nữa. Thì ngoài cái việc mà mình uống cái này nó sẽ làm cho cơ thể mình thơm ra thì nó còn làm cho cái sức khỏe của mình được cải thiện. Dành cho những bạn nào mà có mùi cơ thể hơi nặng á, mấy bạn cần duy trì cỡ 2 tới 3 tháng thì cái tinh dầu nó hiệu quả hơn cho mọi người ơi. Mọi người ráng duy trì từ 2 tới 3 tháng trở lên là sẽ thấy hiệu quả rất là rõ rệt. Ngoài việc là nó sẽ giúp cho khoang miệng của mình thơm nè thì nó còn làm cho cái đường ruột của mình cũng thơm luôn nha mọi người. Cho nên là từ đó nó sẽ giảm cái tình trạng hôi miệng nè. Duy trì cái loại này liên tục trong vòng 2 tới 3 tháng á là nó sẽ giúp cho cái mùi da thịt của mình thơm hơn rất là nhiều, không có bị cái mùi của cơ thể. Tại vì là thật sự mình ở thời tiết ở Việt Nam nó sẽ rất là khắc nghiệt á mọi người, kiểu như là sẽ khói bụi này kia nhiều, nó sẽ sản sinh vi khuẩn rất là nhanh. Từ đó mà cái mùi, cái tuyến mồ hôi của mình nó đã hôi rồi, nó còn gặp vi khuẩn nó còn sẽ hôi hơn nữa. Thì khi mà sử dụng cái này nó sẽ giải quyết cái chuyện đó, cho nên là mọi người hãy thật sự rất là nên thử loại này nha. Nhưng mà phải duy trì nha, không phải là thuốc tiên thuốc thần gì đâu, phải đáng duy trì á. Ngoài việc nó giúp cho cơ thể của mình được có mùi hương tự nhiên á thì nó còn giúp cho cái đường ruột của mình khỏe hơn nè, hỗ trợ thải độc nè và sát khuẩn cái đường ruột của mình. Tiếp theo sẽ là một cái loại mà mình thi không biết là mấy bạn có biết nhiều không, nhưng mà cái này là một cái loại kẹo gọi là kẹo hàm hương mọi người, có nghĩa là khi mà mình sử dụng cái này lâu cơ thể mình cũng sẽ tỏa mùi hương giống như là hàm hương vậy đó. Nhưng mà thật sự nghe cũng không phải gì đâu. Nó cũng hoạt động giống như là cái loại thuốc hồi nãy gì đó, nhưng mà cái này nó sẽ là dạng kẹo và ăn nó sẽ rất là ngon. Trời ơi, Huy ghiền lắm. Một ngày mọi người chỉ cần ăn 2 viên thôi, nhưng mà tại vì Huy rất là thích. Ăn nhiều cũng không tốt đâu, tại vì nó rất là ngọt đó mọi người. Nhưng mà Huy rất là thích luôn. Ngon lắm luôn á. Nó ngọt xong rồi nó chua mà nó rất là thơm mùi hoa hồng. Và khi mọi người ăn một viên đầu tiên xuống á là mọi người sẽ cảm thấy là cái khoang miệng của mình nó rất là sạch và nó có kiểu như là nó có tinh dầu hoa hồng trong này á, cho nên là cái miệng của mình sẽ nghe mùi hoa hồng mọi người ơi. Và còn Huy biết được thông tin đó là trong mỗi cái viên kẹo như thế này nó sẽ có chứa tới 100 cánh hoa hồng nha mọi người. Ngoài chứa cánh hoa hồng ra thì còn có thêm collagen nè, có hyaluronic acid nè, vitamin C nè, vừa ăn vừa thơm người vừa dưỡng da luôn. Cho nên là thật sự rất là nên thử qua. Một túi như thế này thì cũng không có rẻ đâu mọi người ơi. Túi như thế này thì có 12 viên. Cô Thi ăn một bịch này, các cô Thi ăn 2-3 ngày gì đó. Thì mỗi lần uống cái này nó sẽ duy trì được cỡ 12 tiếng hay đó. Okay. Thì tiếp theo sẽ là một sản phẩm dành cho miệng của mình nha. Thì một số bạn hơi hiểu lầm chút xíu là khi mà chỉ cần mình đánh răng thôi là cái miệng mình nó sẽ hết hôi liền, thì không phải nha. Một số bạn bị hôi miệng do đường ruột nữa, cho nên là đây là một sản phẩm các bạn cũng rất là nên thử qua. Thì đây là viên uống thơm miệng của Úc nha mọi người ơi. Trong này có 50 viên và nó sẽ có thành phần bạc hà với lại tinh dầu hạt mùi tây. Thì riêng cảm nhận của Thi thì Thi uống nha, Thi uống với bạn Thi uống á, uống vào 2 viên sau khi ăn á thì cỡ một nửa tiếng tới 1 tiếng sau á là khi mà mình nói chuyện hoặc là mình ợ quá mọi người thì nó sẽ nghe mùi bạc hà. Nói chung rất là dễ chịu, rất là thoải mái, với lại mình sẽ có cảm giác tự tin hơn khi mà mình giao tiếp với ai đó. Thì cái sản phẩm này nó nói là nó sẽ khử được mùi hôi dạ dày nè, đường hô hấp nè, khử cái mùi hôi viêm xoang, sát trùng, cũng như là ngăn ngừa viêm lợi và những vấn đề về răng miệng. Tiếp theo sẽ là xịt thơm miệng. Đây cũng là một loại xịt thơm miệng mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ một shop and go nào bạn cũng thể kiếm được hết, và cũng như là mấy cái pharmacy cũng có thể kiếm ra luôn. Đây là một loại mùi thì rất là hay sử dụng, xịt thơm miệng. Nó ngọt ngọt rất là dễ xài. Hãy tạo thói quen mang cái này theo giống như là một thỏi son hoặc là một cái chìa khóa gì đó, để cho mình tự tin hơn, hơi thở của mình thơm mát thì nó cũng sẽ làm cho cái người đối diện mình cảm thấy
dễ chịu hơn khi mà giao tiếp với mình đó mọi người. Tại vì nếu như mà cái mùi miệng của mình đó thì mình có thể mình sẽ không nhận ra được đâu, nhưng mà cái người nói chuyện của mình sẽ rất là khó chịu quá mọi người. Tiếp theo sẽ là lăng cửa mùi nha mọi người ơi. Thì đầu tiên sẽ là một loại mà nó là kìm mùi tuyệt đối luôn, giống như là nó sẽ nó không có mùi gì hết, nhưng mà khi mà bạn sử dụng nó sẽ kìm cái mùi hôi, nó sẽ kìm cái tuyến mồ hôi dưới nách hoặc là những cái nơi mà bạn sử dụng, nó sẽ kìm lại trong vòng từ 12 tiếng tới một ngày gì đó luôn. Tại vì những người xung quanh Quỳnh Thi, mấy bạn nào có mùi cơ thể, mấy bạn sử dụng cái này á rất là hiệu quả luôn. Perspirex nha mọi người. Đó thì những bạn nào mà có những cái mùi cơ thể quá nặng thì mấy bạn nên sử dụng qua cái loại này. Nó sẽ có hai dòng, là một cái là bình thường với lại một cái là mạnh, cho những bạn nào có mùi cơ thể mạnh á, nặng á mọi người, thì mấy bạn nên tham khảo qua xài cái này trước, xong rồi mới bắt đầu muốn xài nước hoa hay cái gì lên thì xài nha. Tại vì là mùi cơ thể của mình á mà nó quá nặng á, mà bạn còn chồng thêm nước hoa nữa là nó sẽ rất là nhức đầu, nó sẽ rất là tra tấn người kế bên hay là cái khu vực xung quanh mọi người. Cái mùi cơ thể với cái mùi nước hoa nó hòa vào ghê lắm, cho nên là mấy bạn ơi, cái này là một vấn đề rất là tế nhị. Ví dụ như mình có mùi cơ thể thì cũng sẽ khó mà để cho ai đó góp ý cho mình đó, nhưng mà mấy bạn mong là mấy bạn sẽ nhận ra và sẽ khắc phục cái điều đó, làm cho mình có thể tự tin hơn cũng như là làm cho người xung quanh của mình thoải mái hơn nha. Ok, thì đó là hai cái chai mà khử mùi mình thấy là rất là hiệu quả trên thị trường hiện nay, là gọi là khử mùi tuyệt đối luôn, nó không có mùi nước hoa gì hết, nhưng mà nó sẽ kìm cái tuyến mồ hôi rất là tốt. Tiếp theo sẽ là ta-da. Thì đây là một cái chai mà vừa dưỡng trắng vừa có mùi thơm. Cái này á, khi mà xài lên nách á, thì nó sẽ trắng cái vùng nách của mình, cũng như là nó sẽ tạo mùi thơm rất là dễ chịu. Và khi mà lăn lên đó là nó sẽ khô ráo hoàn toàn với nách của mình luôn. Và cuối cùng cũng sẽ là sản phẩm nhạy cảm, nhưng mà lòng khi đã nói rồi cho nên là cũng không nhạy cảm nữa ha. Thì đây là nước hoa. Nước hoa Phùng Kiếm, thơm từ trong ra ngoài mà mọi người, cho nên nước hoa Phùng Kiếm nha. Thì đây cũng là những sản phẩm mà nó dưới 500 ngàn hết. Tất cả những sản phẩm vừa rồi chỉ có cái chai Dior là trên 500 thôi, chứ tất cả những cái này đều dưới 500 nha mọi người. Cái này đã nói rồi, cái này có nói trong video bí mật con gái rồi, cho nên mấy bạn muốn xem review thì các bạn qua trên video đó nha, mình sẽ để link trên đây. Đó là tất cả những sản phẩm mà mình thi tâm đắc nhất. Những sản phẩm mà chỉ dưới 500 ngàn thôi, mà thật ra dưới 500 á nghe nó có vẻ nhiều, nhưng mà là không có sản phẩm nào mà đụng nắp 500 ngàn đó, chỉ toàn là từ 100 mấy tới 300 mấy là đa số nha mọi người ơi. Mong là mọi người sẽ có dịp thử qua hết tất cả những sản phẩm mùi thi vừa nói trên. Nó sẽ giúp cho bạn tự tin hơn rất là nhiều nè, cũng như là cơ thể của mình nó sẽ có một cái mùi thơm tự thân đó. Thật sự không phải là lúc nào bạn cũng có thể sử dụng nước hoa đâu đúng không? Thì cơ thể mình mà nó thơm tự nhiên thì nó cũng sẽ là tốt nhất đó. Những sản phẩm mà mùi thi nói như là thuốc uống nè, sữa tắm nè, lotion nè, đều là những sản phẩm mà rất là với sinh viên, rất là kinh tế và hiệu quả rất là tốt nha. Không chỉ là dưỡng cho da của mình thơm, còn những cái da của mình đẹp nữa. Rất là mong những sản phẩm này nó sẽ hữu ích cho mọi người nè, và mong là mọi người sẽ thích video này, cũng như là đừng quên cho Quỳnh Thi một like, một subscribe kênh YouTube của Quỳnh Thi và follow Quỳnh Thi ở trên Facebook, Instagram. Và mọi người đừng quên, sắp tới là ngày 12 tháng 12 là một ngày sale rất là lớn của Tiki, sale nốt chốt năm đó, thì mọi người hãy lên đó để săn coupon 1.2 triệu là những sản phẩm chỉ giá 12 ngàn, và có những sản phẩm sale tới 100% luôn, và free ship không đồng tất cả những đơn nha. Ok, và tạm biệt mọi người và hẹn mọi người video tiếp theo. Mua.